Mở đầu video mình thân chào ông bà, cô chú, anh chị em. Xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em nha. Bữa nay nhà mình nấu hủ tiếu để ăn sáng. Mình nấu cái kiểu hủ tiếu này nó lai lai giống như hủ tiếu Nam Giang vậy đó, chứ không phải là hủ tiếu Nam Giang gặp nha. Thì nấu hủ tiếu này nè, mình có mua xương sườn với lưỡi, thịt với tim để mình về nấu á. Rồi đây có tôm, rồi trứng cút mình luộc rồi mình lột vỏ luôn rồi nè. Ở đây thịt bằm, thịt mình cũng mua về rồi mình rửa sạch sẽ, mình bằm ra rồi nè, mình liêm miếng gia vị vô mình để đây. Rồi này hủ tiếu ăn kèm thì giá nè, rồi hẹ thì lát mình ra vườn mình cắt, rồi niêm thì hành ngò, rồi miếng cái gì rau cần ô để ăn kèm nữa. Củ cải đỏ thì mình hầm vô cái nước cho nó ngọt, với củ hành tây luôn, hành tím nữa chứ. Hành tím thì mình để vô trong nồi nước lèo rồi, cái nồi nước mình bắt lên nãy giờ rồi. Tại vì nãy giờ cái này là mình xương rồi, mình cũng rửa mình trụng qua nước sôi hết rồi, giờ để mình chuẩn bị mình nấu thôi. Nãy trước khi mình rửa xương rồi xong hết rồi là bên đây mình cũng bắt sẵn nồi nước lên, thì nồi nước nó cũng vừa nóng lên luôn rồi nè. Giờ mình thả xương thả thịt rồi vô mình hầm chung hết luôn, để hành tây rồi vô luôn cho nó thơm, nấu cho nó lẹ. Giờ tôm á mình rửa sạch xong rồi á, giờ mình bắt cái bếp mình luộc luôn, cho xíu nước xíu hạt nêm vô, xong rồi giờ mình đậy nắp lại mình luộc. Mình thấy con tôm nó co lại vậy là tôm nó đã chín rồi, giờ mình tắt bếp luôn. Mà cũng có bông có hoa chút đựng gì á cho nó đẹp để ăn luôn. Giờ mình cũng cải đỏ xong, giờ đi ra vườn cắt ra hẹ. Mưa xuống mấy cái rau muống của mình liệt địa hết chưa? Sáng nay có cột sương mù mịt dữ vậy ta. Mưa bão sương mù. Sương mù nè, khủng khiếp luôn nè. Thuốc dồi này nó bò tùm lum hết trơn tay. Vậy hả? Thuốc dồi nó dồi trắng, còn thuốc dồi tím ở bên kia em cắt hết rồi. Hôm nay thuốc dồi tím nó mọc tùm lum. Hẹ nay mọc lại nữa lẹ ghê, anh thấy không? Ăn xe qua xe lại là nó lên mau lắm. Xong lắm hẹ. Hẹ còn nhỏ nhỏ không ngon ghê. Mũi hẹ trong chậu rồi nè, tính không cắt. Ủa, cái mũi kìa. Mấy bữa trước thì mình nhổ cái bụi kia, nay mình nhổ bên đây trồng lại. Nước nó sôi rồi mình vớt vợt, mình để mấy cái gốc vào gí á, mình rửa sạch vậy nè, cho vô luôn cho nó thơm. Ở đây mình có hạt nêm, muối, đường, mình cho vô luôn. Sáng sớm á, cái mình thức dậy mình nấu vậy nè. Cái của mình nhớ hồi đó cũng sáng sớm 4 giờ làm thức dậy mình cũng nấu bán đồ ăn sáng.
lạnh đó, một chút cho nó lạnh lạnh tráng miệng cho nó ngon. Thì mình bắt cái chảo lên á, cái mình phi tỏi cho nó thơm lên, xong cái mình cho thịt vô mình xào. Trong cái lúc xay thịt á thì mình đã có nêm gia vị vô đây rồi, cho nên là giờ á, mình chỉ chút xíu mình chỉ nếm lại cái nữa là được rồi. Rồi bây giờ mình xào cho nó săn cái thịt lại. Để mình lấy cái chén nước lèo của hủ tiếu đó, mình nấu ở phía sau á, giờ mình múc vô trong chén này. Mình cho vô. Đợi chút xíu trước khi ăn á, cái mình bắt lại cho nó nóng lại cái nữa cho nó ngon. Giờ mình xào nó vừa chín vậy là được rồi, giờ mình tắt bếp. Nó nghe cái mùi tơ mà đó, đó, đó. Nè nè, cho miếng nè. Mình lột xong rồi, giờ mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại, mình để vô tủ ngăn mát đi. Rồi cái bên kia mình vớt thịt đồ một chút xíu đem ra, tại vì thì sợ để ngoài nhưng khi nó không được ngon. Tiêm thịt rồi nó cũng đã chín rồi, giờ mình vớt ra cái thau nước lạnh. Xương thì để lại thôi, mình trải vô luôn, mình hầm luôn. Còn cái xương đó mình để mình hầm cho nó vừa mềm vừa ngọt nước luôn. Dạ thưa cô Sáu, xin chào bà Trung. Bà Trung xuống tới nãy giờ đó cô Sáu. Mỏng giống như hủ tiếu gõ vậy hả cô Sáu? Sao vậy mà ăn đâu có sắc bự cô Sáu sợ. Ủa không, cái gì vậy cô quý mày, cái gì bữa không ăn gì? Bún, bún hả, bún dày hả, bún thịt dạ thịt á. Dạ dày quá trời dày. Về đây con sắc mỏng rồi. Ừ, mỏng mà ngon, đỡ hao hả cô Sao? Anh nhiều miếng cũng cho đó hả, có mỏng mà ngon hả? Dạ. Dạ không, chưa. Ba Trung nãy giờ xào thịt hả ba Trung? Xào không? Ừ. Rồi bây giờ ba Trung muốn nước chuẩn bị trùng hủ tiếu nha. Vậy á, trời ơi ba Trung ơi, chạy bàn mà nấu cũng được luôn á. Hết ga hay gì rồi? Này là gan. Ấy lộn, tim mà nó gan nó tầm bậy. Con thả chiên cút vô cái nồi luôn đi Chung, cho nó nóng luôn. Anh Chung thả chiên cút vô cái nồi luôn cho nó nóng.
xíu mày. Dạ thưa má. Dạ. Lấy hủ tiêu trên tủ lạnh dùm năm ơi chung. Tiêu quá à? Đúng rồi. Tiêu bỏ tủ lạnh dùm năm. Trời ơi, sợ để ngoài nó mốc với con. Dạ. Mình sai rồi mình để ngoài á mình ăn lâu là nó sẽ bị mốc á. Dạ, tới đây còn để. Tiêu bỏ nó ăn bỏ vô vậy. Còn nhiều không? Chanh ớt đồ xong hết rồi phải không chung? Rồi bắt đầu chuẩn bị. Má với cô Sáu qua ngồi bàn đi giống như quán vậy đó, con đưa gan luôn. Nè cho tim nè. Cho thịt nè. Có hẹ hả? Có hẹ thôi. Có hẹ nhà á. Dạ chanh. Thơm. Mình mua tổng bữa đầu tổ phi đó. Ừ. Có hẹ pin đầy đủ luôn á, thịt bằm nè. Rồi xương nè. À, xong một tô hủ tiếu. Ai trước đi thì tại vì bà ngoại ăn hơi chậm hơn bà Sáu. Bà ngoại từ đó giờ ăn chậm quen rồi. Chậm nó quen rồi. Đúng rồi. Nhưng biết rồi. Ừ, hồi nãy giờ tôi tước hết. Người ta bán ngoài. 24. Nó già quá tôi tiếc tôi tước mà. Mua nhiều cũng bán nhiều. Dạ. Có mà không tới làm gì nha, mày không tới mực nha. Hủ tiếu mực hà mới có cái này nè. Mình ăn chính tông cái gì á? Hả Chung? Thấy cái này là hủ tiếu mực à. Hủ tiếu mực đang ăn cậu này nè. Mày không có hủ mực hả? Không. Rồi gì cái gừng đồ đập. Có gừng luôn. Lai hủ tiếu Nam Giang hả? Lai thôi. Nhiều quá vậy. Quá trời, tiếu nhiều quá. Mời cả nhà ăn hủ tiếu Nam Giang với mình nha. Hủ tiếu Nam Giang. Ăn hủ tiếu Nam Giang. Xin chào Út Đạt. Xin chào. Đây mang được chào em Tiền luôn. Cả nhà. Ừ. Chào hai tô đi. Ừ. Hai tô đặc biệt. Mẹ mới xuống. Đi đâu khách thứ gì dắt quê vậy? Nó cho một cái xô. Ừ, đúng rồi. Giữ dàn bài bản rồi quá. Là chị phải mua nhiều lắm nó mới cho. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chuyên nghiệp rồi trời. Có cái này ế chút nha. Người khách à. Ừ. Trời ơi, chơi chị năm bán hủ tiếu mà. Tiền ơi, lâu ngày bán lại trên đường bị ế hả? Tôm này là tôm súng. Thì Nam bán thì chưa bao giờ. Súng nhìn biết liền à. Súng lột ra nó bơi lòm à. Còn thẻ lột ra nó màu hơi lột hơn. Tay phải. Rồi, là con ngon quá nhỉ. Cái này trồng không chị? Người ta trồng. Người ta trồng. Nó nhỏ nhỏ gì ăn nó thơm lắm á. Này để em chờ. Công nhận cái tháng này mà người ta trồng được mấy cái rau này người ta hay chứ. Chuyên nghiệp á. Đúng đúng rồi. À, hôm nay chồng nó chết tè la hụt mày luôn. Đạt ơi, vô ăn này coi. Một cái tô như vậy nè ở Sài Gòn bán 70.000 á. Ồ vậy ha. À, có cục xương, có tim, gan, lưỡi rồi cổ họng với con tôm với trứng cút, thịt bằm. Như vậy là 70.000. Vậy ha. Còn 55.000 là không có cái này nha. Còn có Vĩnh Long gì là 55 60 không có cục này. Có Vĩnh Long gì là 20 hả? Vậy ha. Chị một lần đi mà Vũng Tàu về cái tối rồi ghé Sài Gòn ăn mà hủ tiếu 101 một tô. Rồi. Hủ tiếu gì vậy? Thì nó có anh hai mình nữa. Rồi. Tương nước mắm gì sớt ra vậy ta? Ừ,
tương. Xin thêm một giá nước súp đi. Đúng rồi, tô cuốn đã thấy nước hết rồi. Rồi thịt đây. Em ơi có điện thoại kìa, hai sướng hai sướng. Dự năm ăn đi. Rồi tới liền. Con ăn đi, dự năm vô liền. Làm sẵn để đó đi, nào nó xuống cái chế nước vô. Ừ. Tôm sú đang mua ở đâu ạ? Chứ không phải chợ Phước Hảo đâu. Tôm sú là tôi á. Tôm sú mà nhỏ nhỏ gan đổ ao lắm mày. Mất thèm còn mấy cơm. Ấy nha, không đỏ gì hết trơn. Tôm hẻ nó màu tái tái, còn con này bự nhỏ rồi. Luộc lắm đỏ tươi. Rồi. Cái này làm bóng tép là cái mê nè. Đó. Đó ao luôn. Rồi. Đó ao luôn. Cái gì? Bánh tép Cà Mau thì ngon rồi. Mà nhà làm nữa, có gì đi lúc. Ừ, nhà nó làm. Ngon hơn của người ta bán. Là mà bảo đảm. Ừ, của người ta bán á, nó làm ngọt dữ lắm. Ừ. Giao đường ngọt dữ lắm. Cái ngày chỉ nói là chỉ xay ớt rồi. Sao bán một ngày à? Hôm trước giờ con mình nó bán lấy người ta bán lại. Miếng vô ngọt ngay à, thiếu chua. Ngọt quá ăn không được, ăn phải đặng canh rồi vô. Không có, chua. Nấm mà phải mặn mặn. Ừ. Chua chắc Út không để, cái Út để màu. Cũng thấy để lâu lâu để ngoài không bỏ tủ lạnh chua chua đi. Nấm tép đó hả? Ngọt. Để lâu tủ lạnh là nó bị, ý để ngoài nó bị chua. Ừ. Để tủ lạnh á. Chưa ăn là để tủ lạnh. Để tủ lạnh nó không hư. Má ăn gần gần cái cổ không? Cái gì cũng lưỡi. Không, không á. Có một miếng rồi nè. Tô ngoại chắc thêm nước quá. Đây. Để gan với tật không mua gan. Gì là quá ngon à. Ngon nhiều vô đại ai. Nó xuống kìa. Nào quá nào. Tới. Tới giờ, tới giờ. Tới hả? Tới rồi. Tới rồi. Tiểu ế nè. Không, phải tao. Rồi, xin chào vợ chồng hai sớm. Ừ, con đi chợ. Ở ngoài. Có Út mà. Ừ. Con ngoài. Ngoại ngồi cướp cho không thấy ngoại gì hết. Chú ba đi chị. Chú ba hả? Nó ăn gì lớn ăn với con ăn đó. Có ăn đi mà. Muốn ăn lắm mà. Cố ăn đi hả? Con nói bị nhức răng á. Thôi kiếm bác sĩ cứu bà nội. Ờ vậy hả? Bác sĩ không có ở nhà đâu. Kiếm bác sĩ cứu bà nội nó hỏi. Nó hỏi bà nội bị cái gì mà cứu nó nói bà nội bị sao gái vậy? Bà Tư nói cho cha con ăn rồi cha con bị cay sao? Nó nói cay thì uống nước vô. À đúng rồi. Bà Tư nó uống nước rồi nó không hết cay rồi nó còn cay sao? Nó nói thì điện kêu bác sĩ. Kêu bác sĩ. Nói điện kêu bác sĩ làm chi? Nó nói anh uống cha, bác sĩ lấy thuốc cho cha uống. Rồi biết gì không? Không dài dài. Mẹ cũng không luôn, hỏi nó cái gì nó trả lời nấy hết trơn à. Dạ. Giá là như năm chồng hay như năm. Mẹ mày để cạnh nhà ăn. Cái bên giá thì ở nhà mấy chồng. Nó ở với Trà Vinh nó chút giá ăn không có mua. Mình gửi cho chồng. Xong, chẹn nước luôn. Ba Trung xong rồi ha. Rồi ba Trung đi công chuyện. Ăn ớt luôn, chạy xong mà rút hả? Xong rồi. Ừ. Ai sao có trả tiền nha. Rồi, xin mời cả nhà ăn hủ tiếu gia đình mình nha. Còn như nằm chuẩn bị nát kiếm mà. Hủ kiếm.
hay lắm. Chưng tay trái luôn, giờ đưa ra mặt lâu ăn được đâu. Nó quen quen thiên tài. Thiên tài đâu không thấy mà thấy. Thiên tài nó bị kế chữ tài. Em nhớ lại thơ của Nguyễn Du hả? Chữ tài đi với chữ tài một dần nhỉ. Rồi qua chung về khỏe nha. Chưa bà sao rồi? Ừ. Về ghé đây rồi. Ghé rồi. Cô đây luôn rồi. Không? Cái gì đó tùm quá trời. Phải từ cụ vậy phải không Đại? Rồi 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 qua chung về khỏe. Thôi từ đó mình có được chắc bớt không? Không biết luôn. Chắc là hư á. Ừ, có chồng nhau bếp. Ừ. Đã không có cắt luôn. Nghe nói để rượu vậy luôn á là mấy thu hoạch cũ rồi. Nó hết còn cắt là cũ. Khỏi. Cắt là nó không lớn nữa, cái củ khoai nó không lớn nữa mà nó bị sượng luôn. Vậy là nó bị sượng giống giống như khoai mì ha má. Nghe nói khoai mì bẻ đọt ngang nó cũng sượng. Đọt ngang nó sượng mới ngon khoai mì á. Vậy hả? Cố tình bẻ đọt ngang sượng. Khoai này nó sượng là nghĩ ăn. Xong rồi. Sượng là mày ăn nó sột 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 á. Nó không có dẻo gì chân á. Khoai mì đó muốn cho thành khoai mì kè á. Chặt ngang chặt ngang để 2-3 tháng nữa rồi hả đào lên có chặt chừng 10 bữa hà chặt chừng 10 bữa rồi là đào liệu vậy. Ủa nhớ chặt để lâu lâu cho để lâu quá nó sượng quá ăn đâu không có ngon đâu có dữ nhiều. Vậy là sượng nhiều sượng ít phải không muốn sượng nhiều thì hơi lâu lâu phải không Đạt. Còn sượng mười bữa nó sượng mà nó sượng dẻo á ngon lắm. Dạ dạ là đó khoai mì bột mà đâu có khoai mì kè như vợ đâu giờ là chồng ra là từ nhỏ tới lớn là kè luôn rồi giống khoai mì chè á. Đó thì nó dẻo chứ còn xưa toàn khoai mì bột không mà ăn ngán chết. À. Qua thời gian cái người ta nghiên cứu thêm mấy cái mới nha. Chậm mới đó phải từ ha phải cùi, từ cùi đó. Đừng có cắt gì hết trơn. Để nào nó bụi dây là mới đào. Có 5 dây á một lùm. Nó vàng lá tới nào tháng nắng á. Là nó bụi dây à bụi lá có người nói gì đâu trồng cả năm nói gì lử dữ rồi giờ năm trồng cái tết ăn vừa rồi tết tết đó, đó, hết mưa rồi chưa lâu lắm nắng là nó mới rụi nó khô lá vậy là nó giống như ba cái phải mở rồi phải mở ngắt ngắt cái đọt nó hay là bẻ bẻ đọt nó cái rồi xong cái sườn cũ không bự không phát triển gì nhiều như anh cho nấu không dẻo như trần còn để bò tự nhiên vậy đó cũ nó phát triển dữ để tự nhiên nó nhắc vậy đó mà nó bò ra rồi nó ra cái củ nhỏ 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 đeo đeo trên đó đều giá vậy. Ăn cũng dẻo ngon ăn phải tây tới con chạy nha ăn giống anh bảy à ăn mắt cục tay con nhà ăn có 5 giây vậy trời bổ vậy hả phải tự không nó đẻ ra gì hả mày bổ anh nó tự một chùm với hả đúng rồi ngon ha đào hay vườn quá từ từ này kiểu như có hàng rào nè cho nó bò thiếu rồi đó cũng mà trồng cho bò chơi vậy đó chứ nó bò trong ăn. Trong vườn nó hơi không tùm có hàng rào ngoài bãi cát nó không mới anh à ăn xong lên tủ lạnh lấy anh dứa ra nữa hả còn còn tôi quên lấy anh chung ăn trời. Ờ à, đúng rồi. Sao hả? Mà chung đi công chuyện. Xe đó bằng cái giá tiền con mua xe rồi. Cái bình đó đó hả? Trong các loại xe Honda thông dụng mình chạy bình thường từ SH trở xuống nha. Ừ. Là cái hàng Attila đó, đó là cái bình nó mắc nhất. Ừ. Cái bình nó 500-550, từ 500 tới 550 ngàn. Đó. Mà trong khi đó xe SH đồ các kiểu cả trăm triệu chiếc mà cái bình nó có nhiêu có 300 mấy à. Ừ. Mà chiếc Attila đó cái bình nó bự vậy nè. Không biết nó thiết kế bự vậy chi không biết mà nó làm mất quá trời chắc chạy cho mạnh á mà chạy cho dữ không chăng cho hung quá cái đó là để là đề đâu không biết sao làm bự quá trời cái xe đó vợ ghẻ ghê gì xe mua có mấy trăm ngàn à, mấy trăm ngàn ba trăm ngàn gì ha mua cái bệnh cái bánh xe không biết bánh sắt có lời không à xe nặng dữ lắm nó mua xe nó có 500 ngàn hay gì ừ. Ờ, mua mày lấy gì ai à, để sửa lại là rảnh rảnh thì con tính đó. Giờ cứ để đi ví dụ có ai mua đồ món thì giả đồ món bán xe có giấy tờ đàng hoàng luôn hợp lệ đồ bình thường sửa lời chạy không
Nhưng mà sữa là mắc quá, sữa là cả 1,5 triệu 2 triệu đó. Ừ. Em chủng anh ăn nha. Ừ. Yeah. Sale phân 50% à. Bất quá xanh. Theo mà còn tươi dữ ta. Mua mấy ngày nay rồi đã cúng để có bạn để cúng mấy ngày rồi. Theo còn tươi. Mua bắt xanh. Thường bắt quá xanh nó sale quá là nó bình xẻo chứ. Không có, bữa một đống luôn. À. Nó sale 50%. Hay mua bắt xanh ở nè, năm mua bắt xanh không nào. Đồng hồ. Mày mấy không? Ngày nay rồi này hôm nay rồi. Đến lâu một ít thì nào kiếm được nhiêu ký. Hơn 4 là mua chứ. Phải rồi mà trong mình nhà thân mình ít ăn biết ăn cái này à. 6 giờ đây biết ăn rồi dạ không ăn. Bữa đó đúng 6 giờ mới xeo mới có 5 giờ mấy à. Ngư dân mình đây đi chợ quay là ít có khi nào vô cái kiểu vậy. Ừ, để 6 giờ mới tính trên kia. Còn mới, còn ngoài Vĩnh Long người ta hay đi đi vô vô cho mấy bát quá xanh người ta mua đồ bởi vì nào ngon ngon mua chứ. Ừ, còn nó dở mới sợ cái bắp đồ nó bán vậy rồi. Bán rồi tặng thêm rau. Thịt gì giảm 40%. Bữa vô mua là còn có mấy chục ngàn ký à. Ê xíu là 50% mua ký thịt tặng bó rau. Vậy hả? Nó sale có ngày mà không lại trữ lạnh còn ngọt dữ lắm, ý là để lạnh lạnh mà còn ngọt. Bán cho hết. Bữa thấy sale có mua 2 trái. Vinh về thì Vinh cho lúc mà ở nhà có muốn đi ăn đồ rẻ vô mấy siêu thị giống vậy không? Chứ qua 5 giờ, qua 5 giờ đi nó vô, sale. Đi bắt đầu nó giảm giá, cái đi gạo vòng 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 đi qua vòng 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 canh hả? Canh. Có mấy đi xe đít ta, mà đẩy cái chiếc xe để dán cái tiền giảm giá đó, nó dán cái nào của mình coi nào được mình lấy nào được lấy. Cái ngày bữa đó cũng 6 giờ mà mình vô 5 giờ mấy, rồi mua rồi. Đợi tới giờ đó, nó giảm. Như thịt bò đâu á. Ví dụ cái miếng đó là 200 ngàn đi. Mà mình cứ đợi nó giảm giảm còn đính xương đó, đợi nó dán tem vô cái còn 5 ớ còn 100 ngàn, 200 ngàn. Còn nữa. Nó giảm luôn. Quá trời ha. Đi canh. Cái nào còn sớm thì nó giảm có 30% à. Ừ. Chứ dễ xíu lại giảm 30%. Dễ chút nữa là cuối cùng nó bán tóc luôn. Giảm. Trứng gà ăn thấy dĩ 30 trứng, 72 ngàn. Nó hành mấy ngàn một cục. Không mua mẹ ăn nữa. Mua lẻ như 3 ngàn trứng. Mắc ca. Mua lẻ là 3 ngàn ngoài đó. Vô đó còn có hai mấy ngàn. Trứng gà nông nghiệp ha, trứng gà. Nông nghiệp đó. Nông nghiệp mà tốt mà gì nó vô siêu thị gì. Mua ngoài cũng rải, viết lâu quá nó giữa. Trên Phượng nó bán 25 ngàn ký hả? Ủa, 30 ngàn. 30. Ở đây vừa mình có chút à, phải không? Dạ nó cái gì? Cái nồi như vậy gì? Nồi cũng hộp bự á. 35 cái gì á. Nồi lai thôi. Nó là trứng bự cũng cỡ 3 ngàn đó. Có bán 30 hay 35? Không ăn như 35 rồi. À, vậy 2 phụ à? Ừ. Ủa, 35 là nhiều mà. 35 cũng mắc mắc ha. Mấy con. Mấy gà ăn vịt. À, ngày nào ông đi bắt ốc vậy? Ừ, ốc nó vịt ăn. Ừ, cho vịt ăn á. Nó vịt đẻ nữa. Cái cọc mà không biết mấy con chắc mua sim hay gì một lần có dịch đẻ mà dịch đẻ mà không ăn sim hỏi có cua cho ăn nó đẻ hoài cua thì khó ăn ốc thì được mua cua được ăn dữ 450 ngàn ký 450 ngàn vớt đó cái thùng xô ngỡ thiếu đó bữa nào cũng thấy vớt một thùng đó khó đi vớt hoài hay vậy nốc trời nha bờ lụm cụm tưởng giờ ba nhớ biết bao lâu ở đâu có còn hoài ba nhớ hoài hoài nó trôi với dĩ nổi lên nó trôi với nổi lên gì quá dữ vậy không có hoài cũng vậy nếu mà nó đẻ nhiều mà lớn nhanh lắm mà không có còn gì ăn nó đâu chứ đâu có dịch đâu mà vớt ghét rồi bây giờ lai ốc bu vàng hết trơn trời ốc lát không chảo không tính á đó là giờ mò ốc lát không có ốc lát lắm lát vô bu mò lụm mò với ốc bu là nó bu vô lắm cắt trước dưới sầm còn dưới cũng có ốc bu giờ cũng bu mà bu vàng trước nó còn vớt bán 30 ngàn ký ăn mày giá nhỏ là ừ không chết con vớt á giờ giết hết ốc lát rồi ốc bu không có đẹp
Video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho gia đình mình. Nếu xem video thấy vui hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.